mặt với nguy cơ không thể bắt dễ vào đời sống đô thị, nghĩa là chúng bị lãng quên, bị phôi pha và tương lai trông thấy là có thể sẽ bị biến mất như chưa bao giờ xuất hiện trên cõi đời. Mà những giá trị văn nghệ dân gian ấy là gì nếu không phải là sự kết tụ hồn vía và tâm tình của cả một cộng đồng dân tộc? Cần phải bảo lưu và phổ biến cái ngày hôm qua ở nguyên trạng của nó trong đời sống của con người ngày hôm nay. Cần phải có những cá nhân đảm đương công việc ấy một cách nhiệt tình và có hiệu quả. Giáo sư tiến sĩ âm nhạc Phạm Minh Khang là một trong những cá nhân như vậy. Xin được gọi ông là người giữ điệu quê giữa lòng phố. Còn đây là cảnh giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang cùng anh em trong trung tâm đến nhà cụ Đỗ Tùng, còn gọi là cụ Cả Tùng, theo cách nói dân gian, để nghe cụ hát sẩm. Cụ Cả Tùng trước kia là một ông trùm phường sẩm nức tiếng Hà Thành. Có thể nói, cụ là một pho từ điển sống về các làn điệu và các bài hát sẩm. Nay cụ đã già yếu, sức đã kiệt, hơi đã suy, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như xưa. Pho từ điển về sẩm trong cụ giờ chỉ còn là những phiến đoạn rời rạc, đứt khúc, có trang rõ, có trang mờ, có trang mất hẳn. Tuy thế, với người sưu tầm nghiên cứu vốn coi trọng cái nguyên gốc như giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang, những gì còn lại và có thể khai thác được ở cụ Tùng đã là rất đáng giá. Từ những cái ấy, cần phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực mới có thể chắp nối, hàn gắn, phục dựng phần nào diện mạo đầy đủ của một loại hình âm nhạc dân gian đã bị thời gian và nhận thức không đúng của con người làm cho phôi pha. Nhưng như thế chắc chắn vẫn còn hơn là không có gì. Mẹ ra xe bóng chiều sương, hơn sông lặng nhớ thương khôn cục, nhớ chiến chư cụ lão phó nhập phục mười ân tất ngư dạng khôn hai. Mẹ mới có thai kể thân con nơi mẹ mới có thai âm tư là âm nhị khí. Ngày qua ngày, một cách tự nguyện và cần mẫn, giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang vẫn đang làm công việc của một người giữ điệu quê giữa lòng phố. Làng, cái không gian sống từ bao đời nay của người Việt Nam, dường như tự nó đã không còn đủ sức để bảo lưu và phổ biến những giá trị văn hóa dân gian, trong đó có âm nhạc dân gian. Cần phải có sự giúp tay chung sức của những người như giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khang, những người đắm mình vào hồn vía dân tộc, thể hiện qua hình thức diễn sướng, qua làn điệu và lời ca của âm nhạc dân gian, những người sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, sự hiểu biết và nhất là tình yêu âm nhạc dân gian của mình cho lớp trẻ. Như mưa dầm thấm đất, chính sự sẻ chia ấy sẽ góp phần tạo nên những thế hệ người trẻ tuổi biết trân trọng, biết gìn giữ kho di sản văn hóa nghệ thuật mà dân gian đã sáng tạo qua bao năm rộng tháng dài. Thời gian trôi qua, làng hóa phố là thực tế không thể tránh khỏi. Nhưng bằng tâm huyết của những người nặng lòng với quá khứ,
điệu quê có lẽ sẽ mãi còn. Hay cái gì lô cho cùng cô nàng bay, toán cả hai tấm bánh dày, vừa trắng vừa xinh nhắc quay qua.